Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Hôm 17 tháng 6, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới nước ta từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào và mở ra những cơ hội gì với cả hai nước trong bối cảnh hiện nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Trước đó ngày 26 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp ông tái đắc cử Tổng thống Nga. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Nga, thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân với Tổng thống Putin. Trong việc lãnh đạo nước Nga phát triển trong giai đoạn mới, Tổng bí thư đã gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Putin, nhân dân Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ khủng bố tại Moscow vào chiều tối ngày 22 tháng 3, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tổng thống Putin đã trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự thăm hỏi, chia sẻ kịp thời của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trước những mất mát của nhân dân Nga. Trong vụ khủng bố ngày 22 tháng 3, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, văn hóa du lịch. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin sớm thăm chính thức Việt Nam và Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời. Ngày 19 và 20 tháng 6, Tổng thống Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tại Hà Nội có các cuộc gặp với Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 1 năm 1950, ngày 16 tháng 6 năm 1994, Việt Nam và Liên Bang Nga ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Nga, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, Việt Nam và Liên Bang Nga ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Ngày 27 tháng 7 năm 2012, hai nước ra tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Việt Nam và Nga ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược đến năm 2030. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga có độ tin cậy chính trị cao và không ngừng được củng cố, trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên duy trì nhiều cơ chế phối hợp và đối thoại. Hai bên đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ARF, CISA. Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 và hoan nghênh các nỗ lực sớm thông qua bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hợp tác quốc phòng an ninh được tăng cường trên tinh thần tin cậy, thực chất, hiệu quả, toàn diện. Nga là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nga. Hợp tác giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ tiếp tục được quan tâm. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga có khoảng 60 tới 80.000 người, có nhiều đóng góp cho đất nước, hướng về Tổ quốc. Tại Liên bang Nga đã thành lập các tổ chức của người Việt như Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội doanh nghiệp, Hội cựu chiến binh. Kể từ năm 1991 đến nay, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký kết trên 100 văn kiện hợp tác thuộc tất cả lĩnh vực như kinh tế thương mại, đầu tư, dầu khí, điện hạt nhân, giáo dục đào tạo, văn hóa khoa học, kỹ thuật quân sự. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, ký kết và trao đổi các văn bản, thảo luận nhiều chủ đề kinh tế. Hai bên sẽ thông qua tuyên bố chung song phương, trong đó xác nhận các nguyên tắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta và cũng sẽ ký kết hàng loạt văn kiện về hợp tác trong những lĩnh vực khác nhau. Có khoảng 20 văn kiện hiện đã được soạn thảo và phần lớn đã sẵn sàng. Một bộ phận trong số này sẽ được ký kết với sự chứng kiến của Tổng thống Nga và Chủ tịch Việt Nam. Dự kiến ông Putin sẽ đặt hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường thấy của ông Putin mỗi khi tới thăm Việt Nam. Ông cũng sẽ đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, gặp gỡ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều chủ đề có tính chất kinh tế sẽ được nêu ra. Ông Usakov nói thêm, Nga và Việt Nam đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, y tế, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Chúng tôi tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ khí, y học, nông nghiệp. Các dự án tại Việt Nam đang được phát triển bởi Gazprom, Novatech, sự hợp tác đang được tiến hành thông qua Rosatom, một ngân hàng chung Việt-Nga đang hoạt động. Theo ông, còn có một trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ chung, trong đó các chuyên gia Nga và Việt Nam tiến hành nghiên cứu chung, bao gồm các lĩnh vực như y học và chống lại các bệnh truyền nhiễm. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam vào cuối năm 2023 đã tăng hơn 8%, lên tới 5 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng vào năm 2024. Chuyến thăm của Tổng thống Putin có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm trong tình hình mới, chuyến thăm cũng thể hiện Việt Nam tích cực thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa vì lợi ích quốc gia dân tộc và đóng góp vào hòa bình ổn định trên thế giới. Việc tổng thống Putin thăm Việt Nam còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đây là biểu hiện rõ ràng của tình hữu nghị và sự đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cả hai nước trên trường quốc tế vì lợi ích chung của hai dân tộc và vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, chuyến thăm này còn là cơ hội để hai bên ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Những thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố sự gắn kết về mặt chính trị và chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nga càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những điểm nhấn trong quan hệ song phương Việt Nam và Nga Sau một thời gian bị gián đoạn trước những biến động tại Liên Xô và Nga đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Quan hệ Việt Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 1994, hai nước đã ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị. Nhìn lại 30 năm qua, chúng ta có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được khi quan hệ song phương ngày càng phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Việt Nam và Nga đã từng bước đưa quan hệ song phương lên các cấp từ đối tác chiến lược đến đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác kinh tế thương mại phát triển tích cực, có những giai đoạn kim ngạch thương mại tăng từ 10 tới 15% trên năm là kết quả của việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á Âu. Mặc dù chịu tác động của tình hình bất ổn của thế giới và khu vực, kim ngạch thương mại năm 2023 vẫn đạt hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư, Nga đã có gần 200 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của Việt Nam tại Nga tăng mạnh từ chỗ chỉ khoảng 100 triệu đô la Mỹ vào đầu những năm 2000 đã lên mức 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Điểm nhấn quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước là sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng dầu khí. Hai bên đã hợp tác tốt và hiệu quả trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí không chỉ ở thềm lục địa Việt Nam mà cả ở lãnh thổ Liên bang Nga với các dự án lớn. Ngoài liên doanh Việt so -Petro, lá cờ đầu trong hợp tác dầu khí, hai bên đã có thêm những liên doanh khác đang hoạt động tích cực ở cả hai nước. Hợp tác song phương trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch địa phương ngày càng được mở rộng trong đó hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo giữa hai nước được đẩy mạnh và nâng lên tầm chiến lược. Nga đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều sinh viên Việt Nam nhờ vào các chương trình học bổng và đào tạo chất lượng cao với số lượng hàng nghìn sinh viên theo học tại Nga mỗi năm, trong đó có các ngành công nghiệp chủ chốt như năng lượng, dầu khí, khoa học cơ bản. Trước đây, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Hiện nay, Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2019 Nga đã tăng số học bổng cho Việt Nam lên khoảng 1.000 suất trên năm. Hiện có khoảng hơn 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên cũng góp phần tăng thêm sự hiểu biết giữa hai dân tộc và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực khác. Liên bang Nga cũng luôn duy trì là một trong những thị trường khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và kỹ thuật quân sự giữa hai nước là lĩnh vực truyền thống không ngừng phát triển trên cơ sở đối tác tin cậy, phù hợp với luật pháp quốc tế góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Yếu tố văn hóa đối với tình hữu nghị Việt Nga. Yếu tố văn hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và củng cố và làm bền chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Văn hóa không chỉ phản ánh những giá trị truyền thống và bản sắc của mỗi dân tộc mà còn là cầu nối giúp tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ những giá trị chung và tôn trọng sự khác biệt. Trong suốt chiều dài lịch sử hợp tác các hoạt động giao lưu văn hóa đã góp phần không nhỏ vào việc tạo sự mối quan hệ bền chặt và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Văn hóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán và lối sống. Thông qua các hoạt động như lễ hội văn hóa, triển lãm và các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, nhân dân hai nước có cơ hội tiếp cận, khám phá và trân trọng những di sản văn hóa quý báu của nhau. Trong những năm qua, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nga đã được thúc đẩy mạnh mẽ, nhiều chương trình giao lưu văn hóa, đã được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người dân hai nước gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Các tuần lễ văn hóa Nga tại Việt Nam và Việt Nam tại Nga đã trở thành những sự kiện thường niên, thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của công chúng. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa. Nhiều sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại Nga, đồng thời các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên giữa hai nước cũng được đẩy mạnh. Thế hệ trẻ không chỉ là những đại sứ văn hóa mang theo những giá trị văn hóa của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế, mà còn là những cầu nối quan trọng trong việc duy trì và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Ngoài ra, du lịch cũng là một lĩnh vực hợp tác văn hóa đầy tiềm năng, ngày càng nhiều du khách Nga đến Việt Nam và ngược lại, không chỉ để khám phá cảnh đẹp thiên nhiên mà còn để trải nghiệm và hiểu rõ hơn về văn hóa con người của mỗi nước. Các tour du lịch văn hóa, lịch sử ngày càng được ưa chuộng, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc. Tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Sau khi hiệp định thương mại tự do có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016, thương mại song phương Việt Nam Nga phát triển nhanh, đạt kim ngạch 5,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, tăng 90% so với năm 2016. Tuy nhiên, từ sau khi nổ ra xung đột Nga Ukraina, tình hình chính trị kinh tế trên thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực tới hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 giảm 35,4% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm rất mạnh như điện thoại và linh kiện giảm 85,5%, máy vi tính, sản phẩm điện tử giảm 82,7%, dây dép giảm 62,9%. Cùng với sự nỗ lực chung của các cơ quan chức năng và của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, các khó khăn về vận tải, thanh toán từng bước được tháo gỡ, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã có sự phục hồi rõ rệt. Năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 3,6% so với năm 2022 trong năm tháng đầu năm 2024 kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt sấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023 trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang nga 956 triệu đô la Mỹ tăng 45% nhiều nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, may mặc, thiết bị máy móc tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao sang thị trường nga ngược lại ta cũng tăng nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như than đá, phân bón, hóa chất, thực phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh đáp ứng cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Về đầu tư, tính đến hết tháng 5 năm nay, Liên bang Nga có 186 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư sấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó Việt Nam có khoảng 25 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác trong lĩnh vực truyền thống là dầu khí tiếp tục được duy trì và củng cố với hai doanh nghiệp tiêu biểu là Vietso Petro và việt Petro. Tiếp tục hoạt động có hiệu quả, hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực khác như chế biến thực phẩm, sản xuất lắp ráp ô tô cũng từng bước phát triển. Trong thời gian qua, Việt Nam và Liên bang Nga cũng từng bước nối lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực bị gián đoạn từ sau bùng phát đại dịch COVID-19. Từ đầu năm 2024, hai bên đã mở lại tuyến bay thẳng giữa Moscow và thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 3 chuyến trên tuần. Hiện nay, Liên bang Nga và Việt Nam đã nới lỏng các quy định về visa cho công dân của nhau. Từ tháng 8 năm 2023, công dân Việt Nam có thể xin visa điện tử vào Nga với quy trình đơn giản, thuận tiện. Trong khi đó, từ 15 tháng 8 năm 2023, du khách Nga có thể lưu trú tại Việt Nam đến 45 ngày miễn visa. Đây là các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước hồi phục và thúc đẩy hợp tác du lịch thương mại trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt, cấm vận của các nước phương Tây, Liên bang Nga tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP khá cao và trở thành nền kinh tế đứng thứ tư thế giới theo sức mua. Trong bối cảnh đó, Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực mà Liên bang Nga có thế mạnh như công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dược phẩm. Việt Nam Liên bang Nga, tình hữu nghị mãi trường tồn. Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga có bề dày lịch sử hơn 7 thập kỷ, được nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tài sản chung vô giá đó được gìn giữ trong quá khứ, bồi đắp trong hiện tại và trở thành nền tảng xây dựng tương lai cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Việt Nam không bao giờ quên, Việt Nam trân trọng, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mỗi lần nhắc tới sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga đối với đất nước. Về phần mình, trong tiếp xúc cấp cao, Tổng thống Vladimir Putin đều nhấn mạnh Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga. Lòng biết ơn, lòng tin và sự chân thành là những căn cốt để tình hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga trường tồn và đối tác chiến lược toàn diện vượt mọi khó khăn, đơm hoa kết trái. Chân lý mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra trên đất nước của Lenin là ánh sáng soi con đường cách mạng Việt Nam, việc phát triển quan hệ với Liên Xô cũng luôn là trọng tâm hàng đầu trong chính sách đối ngoại của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ những ngày đầu thành lập. Trong suốt quá trình đấu tranh, giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, Việt Nam đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ trí tình, trí nghĩa của Liên Xô. Sau này, bất luận những thay đổi trong không gian hậu Xô Viết, Việt Nam nhất quán cho rằng việc duy trì quan hệ với Nga và các nước khác từng là thành viên của Liên Xô là cần thiết, là đáp ứng lợi ích nhiều mặt của Việt Nam. Những dấu mốc không quên. Sự kiện được coi là dấu mốc đầu tiên của sự phát triển quan hệ song phương là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Putin tháng 3 năm 2001 với tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Liên bang Nga. Nga là nước đầu tiên mà Việt Nam ký tuyên bố xác lập quan hệ đối tác chiến lược. Hơn một thập kỷ sau đó, quan hệ Việt Nam Liên bang Nga phát triển toàn diện và sâu sắc hơn là nền tảng để hai nước quyết định nâng tầm quan hệ bằng việc xác lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7 năm 2012 trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Khuôn khổ hợp tác này đã tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam Liên bang Nga ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực cho đến nay. Tiếp đến, tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030 được hai nước tuyên bố vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, tạo ra xung lực mới cho các hợp tác thêm mạnh mẽ. Những năm qua, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư, năng lượng đến khoa học và công nghệ, giáo dục và y tế, các lĩnh vực hợp tác đều đang đứng trước những triển vọng hết sức tốt đẹp. Hai bên gần gũi quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế cũng như khu vực. Gần đây nhất, gặp lãnh đạo Việt Nam bên lề diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường, tháng 10 năm 2023, Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Liên bang Nga tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tháng 3 vừa qua, điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh youtube của đài phát thanh và truyền hình hương yên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau